Hello cả nhà, bây giờ mình đi xem thế giới động vật hoang dã nha. Mình đi xem thế giới động vật hoang dã nha. Wow, người ta làm đẹp quá nè. Ân ơi, Ân có thấy Ân có thấy con Ân nai không Ân? Wow, người ta làm đẹp lắm nè Ân. À, Hiếu Nghĩa ơi, Hiếu Nghĩa có thấy con nai ở trên kia là con gì ta? Nó là con gì ta? Ó hả? Nó giống ó à? Nó nuôi với bà đàn đó đi thăm bảo tàng về thế giới động vật tự nhiên. À, người ta có những cái câu hỏi như dưới này nè, xong rồi mình hỏi xong rồi mình muốn biết câu trả lời á, mình mở cái này lên. Cái này là họ của nhà, họ của nhà Nai á, ấy có nhiều lắm á. Con này là con có cái đuôi trắng hả? Có cái đuôi trắng nè. Wow. Đây nè. Đó. Mình không biết đó. Con này là con đuôi trắng nè. Con có câu trả lời nè. Con này. Con này là con gì? Wow. Con này là Moon đi. Đó, qua wow, người ta làm đẹp hơn. Con trai với bổng ơi, trai bổng thấy có đẹp không con? Ok, hết giờ rồi. Mới nô tắt rồi, mới nô. Tiếp tục quay cho tụi con coi nha. Wow, khổng lồ luôn. Đẹp quá ha. Ôi, cái tiếng của nó kêu, cái tiếng nó kêu nè. Mấy nào bấm cái nút này cho nó kêu nghe. Bye bye.